chào mọi người, hôm nay Nghĩa xin giới thiệu nhân sự mới của công ty. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của bạn. Chào mọi người, em là Thành Nam. Hôm nay là ngày đầu tiên thử việc của em, xin ngồi giúp đỡ ạ. Cậu là nhân viên mới? Dạ, vâng ạ. Chúc cậu thể hiện tốt. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Hôm nay tôi có một cuộc họp cho dự án mới. Cậu chuẩn bị hồ sơ cho tôi nhé. Dạ, em biết rồi ạ. Xin lỗi đã làm cho cậu sợ, đây là tài liệu của phòng tôi. Trong cái đống này, cái nào là cậu in vậy? Máy photocopy đa chức năng thông minh Konica Minolta với chức năng xác nhận lệnh in bằng thẻ từ cá nhân, phân lệnh in ấn theo từng đơn vị, phòng ban giúp việc in ấn chuẩn xác và đảm bảo tính bảo mật của tài liệu. Vào đi. Em gửi sếp hồ sơ cuộc họp ạ. Cảm ơn cậu. Dạ, chào sếp ạ. Với Konica Minolta, giờ đây công việc văn phòng sẽ đơn giản và an toàn hơn.